Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, xin được chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với kênh chứng khoán Chiến Minh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì Hùng sẽ cập nhật lại nhóm ngành bất động sản dân cư. Thì trước khi mà chúng ta xem tiếp nối tiếp cái bản tin này thì các anh chị có thể xem lại cái bản tin video số 187 cộng ở tuần trước thì cũng đã có view cái góc nhìn của nhóm ngành bất động sản dân cư ở quý 3, quý 4 của năm 2023. À, thông thường thì các cái quý cuối năm thì thường thường là các cái nhóm ngành bất động sản nó sẽ có những bút toán lợi nhuận là khá là tốt đấy là cái cơ sở quan trọng để cho dòng tiền ở trong cái thời gian vừa qua đang tập trung và đánh nhóm ngành bất động sản dân cư tương đối là tốt và trong cái bản tin chiều ngày hôm nay thì hùng cũng đã có <laughs> hùng cũng đã có phân tích và đề cập cho các anh chị rồi cái nội dung là cái nội dung đó là gì đó là thứ nhất là chúng ta phải lưu ý rằng ở trong cái thời điểm hiện tại thì cái chỉ số vn index chỉ số vn30 về chiều phái sinh thì chúng ta có cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 1235 1240 và xa hơn sẽ là biên 1245 đến vùng 1250 điểm đấy là những cái vùng cản kỹ thuật rất là mạnh và nếu như chúng ta nhìn xa ra rộng ra thì index của chúng ta đã tăng từ vùng 1030 điểm cho đến thời điểm hiện tại thì uh, gần như tất cả các cái mã cổ phiếu các cái nhóm ngành của chúng ta cũng đã tăng rất là tốt rồi uh, do đó ở cái thời điểm hiện tại thì ông lê khuyến nghị và khuyến cáo anh chị em của chúng ta uh, nếu chúng ta có đánh và chúng ta có mua thêm các cái vị thế cổ phiếu thì tốt nhất là chúng ta mua những cái vị thế cổ phiếu chúng ta đang nắm vào trong tài khoản để làm sao để nếu như chúng ta có những cái biến động mạnh về thị trường thì chúng ta sẵn sàng có thể chốt được những cái vị thế mà chúng ta vừa mới mua xong đó và cái thứ hai là chúng ta cũng nên ưu tiên ở thời điểm hiện tại cái tỷ lệ tài khoản thì theo Hùng đẹp đẽ nhất ở thời điểm này uh, An toàn mà nó đánh nó thoải mái mà đánh nó rong dài rong dài các anh chị thì nên đưa về tỷ lệ 50 trên 50 Tức là 50% vị thế chúng ta nắm giữ tiền mặt và 50% vị thế chúng ta nắm giữ cổ phiếu Đó và uh, cứ tương tự như vậy thôi thì chúng ta sẽ uh, Uh, tiếp tục theo dõi thị trường trong trường hợp kéo tiếp thì chúng ta vẫn còn cái lượng cổ phiếu để chúng ta có thể uh, chốt lãi ở những cái mốc nó cao hơn. Thế còn trong trường hợp nếu như mà uh, cổ phiếu nó 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 thị trường nó giảm như vậy là chúng ta cũng đã sẵn sàng có 50% lượng tiền mặt rồi. Như vậy để sẵn sàng để chúng ta nghênh chiến để chúng ta tiếp đón những cái uh, điểm mua uh, tiếp theo của cổ phiếu sau khi mà thị trường có một cái nhịp chỉnh cung. Uh, và hùng cũng lưu ý với anh chị đấy là uh, các anh chị cứ thử ngẫm lại ở trong quá khứ Uh, chúng ta đã trải qua rồi và chắc chắn trải qua rất nhiều rồi. đấy là cứ có những cái nhịp sóng tăng thì chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. ok anh chị chúng ta kiếm được rất nhiều tiền và sau đó thì chúng ta uh, quên mất cái sự quản trị rủi ro. chúng ta ngủ say ở trên chiến thắng, chúng ta ngủ say ở trên những cái lợi nhuận mà chúng ta đạt được. thế rồi chúng ta không kiểm soát rủi ro tài khoản, chúng ta không có những cái biện pháp để mà uh, đặt ra những cái tình huống nếu như thị trường chỉnh thì sẽ như thế nào và dẫn đến chúng ta hết sức bị động và trong một cái nhịp sóng nào đó thì à, thị trường của chúng ta sẽ lấy đi tất cả của những gì của chúng ta có tức là thậm chí là còn ăn cụt vào vốn của chúng ta thì cái câu chuyện là lên thang bộ và xuống thang máy đấy là một cái câu mà nhà đầu tư thường xuyên à, than lên khi mà thị trường sập khi mà chúng ta chỉ nhìn thấy một cái màu xám xịt và nhà đầu tư bảo ôi sao lên thang bộ mà cứ xuống thang máy thôi anh ơi thì cái câu chuyện là chúng ta phải chuẩn bị trước á chuẩn bị trước cho đến cái đoạn mà nó xuống thắng máy rồi thì ới giờ ơi ai mà chuẩn bị được nữa vậy thì cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta chuẩn bị chúng ta còn làm được thì chúng ta hãy làm đi đó chúng ta đừng có tham lam ở cái giai đoạn này nữa chúng ta bình tĩnh đi chậm lại chắc lại ok anh chị thì uh, kênh của chúng ta thì chúng ta có chiến binh trên từng con sóng á thì đã quá quen thuộc rồi và kênh Hùng Lê chứng khoán thì cũng làm hai kênh này để chúng ta có thêm cái sự trao đổi và ngoài ra thì cũng sẽ có thêm À, những cái sự uh, trao đổi uh, của các anh chị đấy, hùng cũng có làm ở trên kênh uh, Facebook uh, thì các anh chị có thể search từ khóa hùng lê thì cũng có những cái bài viết, những cái bài phân tích về thị trường cũng như cổ phiếu của cá nhân hùng lê thì các anh chị có thể tham khảo thêm. Ok uh, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính là review uh, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản của nhóm ngành bất động sản dân cư thì hùng đã có lọc ra và liên tục uh, phân tích và theo dõi ở trong thời gian vừa qua thì bây giờ hùng sẽ phân tích uh, cho anh chị để các anh chị nắm được. Ở ờ, đầu tiên thì chúng ta nói đến cổ phiếu SEO thì trong tuần vừa qua xeo đã chính thức là đạt cái target kỹ thuật mùng đã đạt ở đây đó là vùng 20 trên 20 và đang trên con đường hướng tới vùng cản kỹ thuật 21 thì các anh chị lưu ý đối với SEO ở trong ngắn hạn thì cái vùng 20 21 ở đây đang là vùng cản kỹ thuật cho nên khả năng khi cổ phiếu kéo về đây nó sẽ có cái sự rung lắc đồng thời trong tuần vừa qua thì nó cũng có vùng 18 8 đến vùng 19 như vậy khá là ok thì uh, tạm thời thì chúng ta cứ ngắm về cái target này đấy các anh chị nhé Còn khi về đến đây rồi thì chúng ta sẽ xem những cái diễn biến của tình hình bởi vì là trong ba uh, cái lần công gần đây và lần thứ tư thì cứ về chạm cái vùng cản 20 là vùng mà xeo chưa thể bật qua được. Tuy nhiên lần này thì nó cũng sẽ có một cái sự khác biệt đó là dòng tiền đang đánh khá là tốt nên khả năng sẽ tiệm cận ở vùng 21 và tại đó thì chúng ta đánh giá thêm. Uh, cổ phiếu thứ hai đó là cổ phiếu HDG thì Hà Đô là trong tuần vừa qua đây. Cái 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 target đối với Hà Đô thì các anh chị cũng à, trước khi mà chúng ta đi vào nhóm này thì các anh chị phải đặt ở trong một cái bối cảnh đấy vì sao mùng lại nói như vậy tức là gì nhóm ngành bất động sản dân cư chúng ta cũng đã phân tích những cái mã cổ phiếu rất là dài nó dài lắm rồi các anh chị và đến tận thời điểm này là ví dụ như là Hà Đô từ vùng 20 từ vùng 23 đi từ vùng 23 mà đến tại thời điểm này nó đã lên đến vùng 34 35 như vậy là một cái target kỹ thuật cực kỳ cao đó và khi mà lên một mình được những cái target cực kỳ cao như vậy á, thì những cái điểm mua những cái điểm mua mới ở trên cái vùng cao này cái mức độ rủi ro nó sẽ lớn lên các anh chị lưu ý như vậy thì đối với hà đô tuần trước thì nó đã đạt được cái target vùng 32 và đang hướng cái cản vùng 34 35 à, và phiên ngày thứ sáu thì suýt đạt vùng 34 trong phiên ai à, phiên đầu tuần thì hà đô giao dịch khá là tích cực tuy nhiên đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì tín hiệu đường MACD bắt đầu có cái sự suy yếu và khi mà tín hiệu đường mát bắt đầu có sự suy yếu thì cổ phiếu nó sẽ thiên về kỹ thuật chỉnh cung và tích lũy uh, đi sideways ở uh, hiện tại Hà Đô có biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 31, 31.5 Ở đây thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, phân tích cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật này để đánh giá thêm cái khả năng chịu tải Tiếp theo đó là HDC Thì đối với HDC đến thời điểm hiện tại là nó cũng đã hoàn thành mắc được cái vùng target kỳ vọng đó là vùng 39 đến khoảng vùng 40 và sau đó thì cả một tuần trước thì nó gì nó đi 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 ngang và HDC thì nó có một cái nhịp đánh mà nó đánh rất nhanh đánh cực kỳ sốc đánh cực kỳ sốc luôn anh chị đây đánh lên vậy thì bây giờ nó đang đi vào một cái nhịp gì trả bớt cái 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 gáp tăng uh, của hai cái tuần trước và hiện tại thì như vậy là nó sẽ chỉnh về 38 và điểm 2 thì nó sẽ chỉnh về khoảng vùng 36 đóng cửa cuộc tuần là khoảng 37.7 như vậy là nó sát với cái mốc hỗ trợ tên Uh, tuy nhiên thì cái tín hiệu của HTC Ở thời điểm hiện tại thì đây Anh chị nhìn thấy đường mát nó cũng đang có xu hướng bị bẻ quạt xuống Nên là để mà cổ phiếu tăng mạnh thì nó chưa có Nó sẽ có những nhịp phục hồi ngắn Thì có thể phục hồi lên khoảng vùng 39 Và sau đó thì nó sẽ có những nhịp đạp lại Để test lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh, khoảng, khoảng vùng 36 Nam Long hiện tại đang rất đẹp, xu hướng đẹp Tín hiệu đường mát đẹp, lực cầu đẹp và mọi thứ đang ok À, đối với Nam Long thì hiện tại là Nam Long đã chính thức là hoàn thành được cái vùng target mục tiêu 38.5, vùng đang hướng về vùng giá 42. Khả năng với xu hướng hiện tại thì Nam Long vẫn đang có một cái phân kỳ tăng ở đây và cái phân kỳ này thì nó 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 vẫn đang tiếp diễn. À, đó, chính vì vậy nên là chính vì vậy nên là gì ạ, chúng ta à, sẽ tiếp tục à, sẽ tiếp tục à, đấy các anh chị đó cái mô hình đi và nó đi cũng khá là tốt. Như vậy là chúng ta tiếp tục ngắm cái vùng target ở 41.8 đến khoảng vùng 42 Tức là Nona tiệm cận khoảng quanh vùng 42 thì nó sẽ khá là ok Cổ phiếu KDH cũng đang là đẹp KDH là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng đã có khuyến nghị anh chị em chiến đấu Và đến thời điểm tại thì KDH nó cũng có một cái điểm chạy nước rút Tương đối là thần sầu các anh chị, điểm chạy nước rút cực kỳ đẹp luôn Sau khi mà nó test thành công ở vùng 30 thì nó rút phát lên vùng 36 Rất đẹp và tuần trước nó đạt vùng 48, target mục tiêu thì chúng đang ngắm lên ở khoảng vùng 39.5 đến khoảng vùng 40. Đây là cái target mục tiêu mà nó cần đạt được. Đối với KDH thì nhìn chung là nó sẽ test cung tích lũy khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 36. Khả năng nó lình trình đi ngang ở đây. Còn đối với con em này mà mày chỉnh cung. Mày test mà không thủng vùng 35 là đẹp, là cực đẹp và nó có thể nó có một cái biên rơ lắc nhẹ ở đây biên rơ lắc nhẹ đây đó là khoảng vùng 34 30... <laughs> đến khoảng vùng 30 cho 34 35 đi cho nó máu nhưng mà không đến 3, 35 đâu nó phải là 34 6 34.6 đấy đây 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 34 .6. ok anh chị nhá 34.6 nếu như Nam Long mà nó lắc mà vẫn nằm ở trong cái biên kỹ thuật này và nó lắc xuống ở trên cái vùng này Đồng thời Tuyết Lý thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên những cái vùng cản đó vùng 40 nó là khả thi Thì các anh chị nhìn thấy này trong cái quá trình mà cổ phiếu trong một cái uptrend Nó đi một cái trend rất là dài các anh chị nhìn thấy đây trên trạc kỹ thuật tuần Nam Long đi từ vùng 15 và lên tận vùng 50 Và trên những cái trạc tuần nó thì nó thường có những điểm nghỉ ngơi Thì các anh chị nhìn thấy đây Các anh chị giống ở đây đúng không điểm này Đây này Đó và điểm này Nó có sự nghỉ ngơi Tức là Sau một cái nhịp đánh lên thì nó nghỉ ngơi đây Rồi sau đó thì nó tiếp tục hành trình lên điểm thứ hai và anh chị nhìn thấy là cái ở cái ngưỡng ở cái ngưỡng 34.2 34.6 ở đây 35 ở đây thì nó sau khi mà nó kéo lên thì nó có một tuần và có một cây nến rút chân ở lên ở đây vậy thì ở đây nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi đây thì nó sẽ gì ạ nó sẽ chỉnh nhẹ vào đây này và sau đó thì nó rút chân lên và mục tiêu thì hùng vẫn để ở cái tay cách thuật là 40 thì nói như vậy để chúng ta hình dung được cái 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 cách đi. Đó, nếu mà nó trả cung lại được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này sau đó nó kéo lên thì nó sẽ là một cái cái xu hướng cực kỳ đẹp. Các anh và trên cái con đường đi đó thì nó phải nghỉ. Đó, nó phải nghỉ, trên một cái uptrend nó phải nghỉ và hiện tại thì Nam Long đang là uptrend rồi. À KDH đang là uptrend rồi, áp uptrend đẹp. Đạt Phương cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đạt Phương cũng đẹp và Đạt Phương cũng là một trong những mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư trong cái nhóm ngành bất động sản dân cư các anh chị hiểu rằng là trong cái nhóm bất động sản dân cư nó 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 nhiều vô vàn lắm các anh chị nó nhiều lắm nhưng chỉ lọc ra một số các mã cổ phiếu khá là cơ căn bản và đến thời điểm hiện tại thì đạt phương cũng đang xuất hiện một cái uptrend và uptrend của đạt phương là cực kỳ đẹp nếu như chúng ta nhìn ở trên uh, trên cái cái cách để nó xây nó đi thì như vậy là đạt phương đang có vùng 38 39 38 đến khoảng vùng 39.5. Đây là vùng biên hỗ trợ kỹ thuật. Thậm chí ông có thể kéo lên vùng 45 và ông đạp về đến đây thì đây sẽ là những cái điểm mua vàng các anh chị, điểm mua vàng để uh, chúng ta hướng cái target của đạt phương lên khoảng quanh vùng 50. mươi uh, nhìn về mặt trạc kỹ thuật tuần thì nó cũng hoàn toàn là rất nó cũng rất là đẹp đó. Đấy đạt phương khi nó 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 hoàn thành một chen kéo này rất là đẹp và sau đó thì nó bắt đầu đi vào một cái downtrend ở bên này. Đấy, và cái cái tạo lập của con đạt phương rất đẹp và gần như cũng rất thích à, cái cái con đạt phương này nó đánh tức là nó đánh nó đánh nó đánh có bài bản nó đánh có thế có lực đàng hoàng chứ không phải đánh kiểu vớ vẩn đấy và như vậy thì target năm mươi đó là khá là hợp lý cho đạt phương đạt phương cũng rất là đẹp các anh chị nhá rồi à, đến tiếp theo đó là cổ phiếu đấy cờ đế cờ nhịp này cũng đẹp rồi đấy dòng tiền đang đánh cực kỳ tốt và đến thời điểm hiện tại thì đất xanh cũng đang đi vào một cái áp chen và áp chen của đất xanh thì nó cũng rất là là tốt rồi và như vậy nó khởi nguyên của một cái con sóng tăng như vậy là cực kỳ đẹp và đặc biệt là đất xanh trong một cái giai đoạn nó tích lũy ở đây này đấy, nó tích lũy và nó bứt được cái vùng 15 sau cái bứt được vùng 15 á uh, sau cái bứt được ở cái vùng 15 đây thì chúng ta hướng người ta cái kỹ thuật lên vùng 17 đó và tuần trước thì nó đạt được 17 và hiện tại tuần này thì nó đang hướng về target kỹ thuật vùng 20 đến khoảng vùng 21 nhìn chung là xu hướng đạt đẹp, đẹp và kỳ vọng là khi nó đạp nó nó đạp lên đến vùng đấy và nó quay trở lại nó ao lại cái vùng này tức là nó test lại được ở khoảng quanh vùng nó test lại được ở khoảng quanh vùng mười mười mấy nha, mười đây mười tám nó test lại được ở khoảng quanh vùng mười tám là cực kỳ đẹp nhưng mà không biết có về được mười tám hay không thì cũng không rõ lắm nhưng mà nói chung là nó quay lại được ở khoảng quanh vùng mười tám ở đây này rồi sau đó nó tích lũy lừng khừng một phát ở đây Đấy là cái những cái điểm mua gọi là điểm mua vàng các anh chị Để bắt đầu chúng ta tiếp tục một cái hành trình ở sau này Và thị trường chung thì theo quan điểm của Hùng là khả năng là sớm thôi Nó sẽ đạp <laughs> Nó sẽ ra một nhịp Để nó rũ bỏ hết cái lượng nhỏ lẻ Còn ai chốt thì chốt Và sau đó thì cái 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 lực kéo thì nó lại bắt đầu quay trở lại thôi Nên là giai đoạn hiện tại thì anh chị chuẩn bị tiền bạc Chuẩn bị rất nhiều thứ để chúng ta đón đầu một cái cơ hội mới Một cái sóng tăng mới dự kiến sau khi thị trường chỉnh cũng xong à, đối với nhà từ liêm hiện tại thì nhà từ liêm vẫn có một cái target kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 27 và nó đang đi sideways bám biên ở quanh vùng 26 thì tương đối là đẹp à, đối với nhà từ liêm thì chúng ta phải nhìn trên trạc kỹ thuật tuần và à, nhìn chung thì cái xu hướng về cái xu hướng hiện tại thì cũng cảm nhận rằng là nó vẫn đang rất là ok và như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể à, kỳ vọng ở nhịp à, đánh này thì nó sẽ hướng về vùng cả kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 29.5 khoảng vùng 30 Uh, tiếp theo là mã cổ phiếu DG DG nhịp này cũng đang trâu tiền đánh cực kỳ chất luôn tiền đánh cực kỳ chất và trong tuần thì uh, DG cũng đã có một cái vùng chỉnh cung kỹ thuật rất hợp lý các anh chị ở vùng 24 mấy đây này 24.5 đến vùng 25 đây tức là sau khi mà tuần trước nó đạt cái target vùng 26.5 thì cũng có dự kiến là gì nó sẽ quay trở lại test và những cái điểm test kỹ thuật này cực kỳ đẹp hai cây nến ba cây nến kết tuần thì không có chê vào đâu được Đấy, và đặc biệt là cây kết tuần nó còn kéo vượt vùng 26.5 Như vậy thì tuần tới khả năng à, nó sẽ có cái sự rơ lắc nhẹ ở khoảng quanh vùng 26-26.5 Ở đây thôi Và mục tiêu khả năng trong nhịp này thì DG sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 29.5 đến khoảng vùng 30 Sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại chỉnh cung Chỉnh đẹp mà đạp được về khoảng quanh vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 thì đẹp Nói chung là đá được về đến tầm này và sau đó thì lực cầu lại quay trở lại đây Và đấy sẽ là cái vùng mua vùng mua gọi là vùng mua vàng về để mua đó để chúng ta chờ đợi uh, một cái cơ hội nó tốt hơn tối ưu hơn và nếu như chúng ta xét ở trên trạc kỹ thuật tuần thì như vậy là uh, Dg nó cũng đang có một cái hành trình uptrend uh, tương đối đẹp và lực cầu bắt đầu đẩy khá là tốt uh, về mặt thiên hướng kỹ thuật như thế này thì gần như Dg nó cũng đã thoát hết tất cả những cái cản ngắn rồi và cái cản tiếp theo nó sẽ nằm ở khoảng quanh vùng 40 Đấy 30 nhưng mà trước mắt thì cái vùng 40 nó hơi xa xăm nên là chúng ta cứ nghỉ nhìn về cái vùng 29 năm đến khoảng vùng 30 này đã Đấy Còn về đến vùng này sau đó nó chỉnh cung à, Nó chỉnh cung tích lũy thành công Nó chỉnh cung tích lũy thành công ở khoảng quanh vùng 24.5 khoảng vùng 25 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục chỉ có một cái sóng tăng ở bên này à, Rồi à, Cổ phiếu nha nha thì uh, hiện tại nó cũng đang rất là ok anh chị nhá. Về mặt thiên hướng, uh, kỹ thuật uh, tuần vừa qua nó có chỉnh cung về lại quanh vùng 20 mấy đến 22 à. 22, 22 đến khoảng vùng 23 và nó bắt đầu có nguyên lực phục hồi quay trở lại ở đây. Uh, nhìn về mặt xu hướng thì uh, đối với cổ phiếu nha thì chúng ta cũng có thể nhìn uh, trong cái lịch sử quá khứ về cái sự tạo lập của nó. Và tạo lập của cổ phiếu này cũng trong lịch sử nó đánh khá là tốt. Nó cũng có sóng tăng một sóng chỉnh 2 và sóng tăng 3 ở cái sóng tăng 3 cực kỳ khỏe thì ở đây nó cũng đang hình thành đang đang, đang hình thành ở đây là cái sóng tăng 1 này thì khả năng là cái nhịp này thì nó sẽ kéo về được khoảng quanh vùng 30 sau đó thì nó sẽ quay test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 20 tức là nó đi theo cái kiểu như nào nhỉ đây theo hùng là như này đó rồi nó chỉnh lại và tiếp theo nó mới phát đi một cái nhịp sóng tiếp theo đây nó giống như cái mô hình này đấy là một cái mô hình đi của con này rất là đẹp và đối với nhá thì chúng ta cũng gom ra đánh dài còn CRE cũng là một mã cổ phiếu rất là hay và ông đã có khuyến nghị uh, cho team đầu tư. Đây con CRE đây các anh chị, ở trên nhóm thì ông bắt đầu nó xuất hiện ở ngày mùng 1 tháng 6 và ông có đưa ra một cái gọi là gì ạ? Uh, một 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 cái cái hình ảnh đấy là anh chị em chuẩn bị tiền để chúng ta đánh cái siêu phẩm này. Đánh cái siêu phẩm này. Và dự kiến là nó cũng phải khô máu như mã cổ phiếu VC2 và các anh chị biết VC2 nó đánh như tương bừng như thế nào rồi đấy. đấy. Thì đối với CRE ở thời điểm hiện tại, lồng cũng đang cảm nhận thấy được một cái xu hướng tốt, dòng tiền tốt, à, mọi thứ nó đều tốt. Và team cũng Lê thì bắt đầu nganh chiến chinh chiến từ ngày 1 tháng 6 và đến thời điểm hiện tại thì CRE cũng đang à, đạt được một cái mức tăng trưởng tốt nhất, tối ưu nhất kể từ cái thời điểm mua. Ok các anh chị và <laughs> tốt nhất tối ưu nhất từ cái thời điểm mua ở đây. Ok đây. Rồi và chúng ta thấy rằng là nhịp này thì như vậy là tuần này thì nó test lại cái điểm 10 mút đến 10 này là cực kỳ đẹp Theo quan điểm của Hùng là đẹp lắm, không biết là các anh chị nhìn có thấy đẹp không nhưng mà Hùng nhìn rất là đẹp Đó nó test lại cái điểm 10 này cực kỳ đẹp và Hùng kỳ vọng là từ cái điểm 10 này thì nó sẽ đẩy một cái chen lên khoảng quanh vùng 16 Nói như vậy thì mọi người lại bảo mẹ nói phép mẹ từ 10 lên 16 tăng 60% sao mày không ăn đi Đúng không ạ? Đúng không? Đúng không anh chị? Có ăn, ăn rồi nhưng mà gì? Chúng ta ăn từ từ. Đó và bản thân thì trong cái trong cái nhịp vùng phân tích ấy, thì cũng đã có uh, khuyến cáo với các anh chị em đó là đấy, quanh cái vùng 8.5 bảy 7 ăn. chúng ta đẩy lên target này. Và trong tuần vừa qua thì nó test lại vùng 10 là đẹp và cây nến kết tuần thì nó bắt đầu đẩy cái lực cầu lên khoảng tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu cổ phiếu trên một phiên là cực kỳ đẹp rồi như vậy thì chúng ta sẽ không phải không phải một phát là nó lên 16 luôn đâu anh chị đừng có mơ nó từ đây nó sẽ lên khoảng quanh vùng 11.7 vùng 12 về đây nó lại đạp tiếp một nhịp nữa rồi chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu đạp của cái nhịp này nó đạp về đâu đó rồi bắt đầu gì ạ bắt đầu chúng ta mới uh, tốt tác từ từ chúng ta xây lên con CCL cũng như vậy CCL đến thời điểm hiện tại là cũng có lãi rồi và đối với con này thì hùng cũng ngắm dài nhìn dài nó cũng là thuộc cái dòng bất động sản hay là cái nói chung nôm na nó cũng chỉ trong trong cái, cái, cái khoảng đầu tư bất động sản dầu khí cái gì, gì đấy đó thì là cái thằng này cái tính tạo lập của nó cực kỳ tốt và nhìn lại ở trong cái lịch sử về quá khứ là ccl có những cái nhịp đánh đấy những cái nhịp đánh rất là tương bừng nói chung là mà mà đặc tính của thằng ccl nó đánh nhịp nào nó ra nhịp đấy nó đánh không có có lèo nhèo đấy hùng thích nhất là những cái nhịp nó thoát sóng như này nó dễ nó dễ lắm nó dễ đánh chứ còn những cái con mà cứ lèo nhèo lèo nhèo đánh nó cực kỳ khó nhưng mà con này nó đánh cực kỳ thoát sóng đấy những cái nhịp mà nó đánh ở đây nó đấy những nhịp nó đánh đâu đâu ở ra đấy luôn không phải lèo nhèo đó nhịp này như vậy đó đây nhịp này như vậy đây nó đánh từ vùng 2 mà lên tận vùng 6 nhân 3 tài khoản lúc này nó đang bé đó nhưng mà đoạn này thì nó bắt đầu lớn lớn rồi và đâu đó một cái nhịp mà nó đánh từ vùng 4 mà lên đến tận vùng 18 À, các anh chị nhìn có phê không ạ phê chứ đó rồi sau đó nó bị xả hết và nhịp này thì cũng đang mường thường lại là khả năng là ông đánh thế còn đánh đến đâu đánh đến như thế nào thì cứ bình tĩnh từ từ và ít nhất bây giờ ông đang à, có hai cái cản mà ông đang đang tính toán cho cổ phiếu này đó là cản 8.5 và sau đó là cản 10 à, và khả năng là khi mà nó đang nó đánh chạm mệnh 10 á, thì bắt đầu nó mới rũ một nhịp ở đây và cái nhịp rũ này thì chúng ta lại tiếp tục Ờ à, theo đuổi uh, cái điểm hỗ trợ và rũ về vùng 8.5 thì cực đẹp. Nói chung đánh lên 10 và rũ về 8.5 là cực đẹp. Và đây sẽ là những cái điểm mua vàng. Tiếp theo, cái hành trình tiếp theo để chúng ta tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của nó lên. Nó như vậy để anh chị hiểu rằng là uh, để mà phân tích được một cái target kỹ thuật của cổ phiếu ấy nó không phải dễ đâu. Đó, không phải cứ ngồi nói phét hoặc là ngồi tán phét thế là tự dưng nó ra đâu mà chúng ta phải tính toán được tương đối nhiều các cái yếu tố kỹ thuật của cổ phiếu và thị trường. Rồi, uh, con SCR cũng là đẹp. Đó, SCR SSR mấy con pen này này đó thì đối với SSR đó ví dụ như là ở đây chúng ta có vùng 7.75 đến vùng 8 vùng có phân tích ở đây sau khi mà mà chúng ta đã có những cái vùng gom ở, ở dưới này nhá đó những cái vùng rất là sâu ở khoảng vùng 6 đến vùng 6.4 SCR xong rồi chúng ta đẩy lên được vùng target 8 và chỉnh cung ở vùng 7.75 đến vùng 8 nó tích lũy thành công thì từ nhịp này nó đang kéo lên ở à, trong tuần vừa qua thì SCR cái động lực mà ông đang hướng đến đó là ông sẽ hướng về khoảng vùng 9.8 đến khoảng vùng 10 đây là cái vùng giá mục tiêu ở à, trong tuần vừa qua thì nó chưa đạt được nó chỉ uh, chớm lên lại cái cản của tuần cũ ở quanh vùng 9.2 và nó quay lại chỉnh à, nhịp chỉnh này thì theo hùng là đẹp bởi vì là nó vẫn giữ lại được cái vùng ở đây là vùng 8.4 đến vùng 8.5 tạm gọi tạm coi đây là một cái hỗ trợ ở ngắn hạn đó nó chỉnh về đây và sau đó thì nó có một nhịp long và nhịp long này thì khả năng tuần tới nó sẽ đẩy lại cái vùng 9.2 ờ, tại đây thì chúng ta đánh giá thêm cái khả năng là có xuất hiện một cái cây nến xanh uh, hoặc là nến tuần đó, nó đóng được trên cái vùng 9.2 cộng như này và đó một màu xanh một cây nến đỏ đặc à, một cây nến xanh đặc như vậy thì khi đó thì chúng ta mới diện chúng ta mới tiếp tục là ngắm vẫn 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 định hướng là như vậy thôi định hướng của SR thì nó không có gì thay đổi đó nhưng khi có cái tín hiệu này xuất hiện thì như vậy là chúng ta cái target ở vùng 9.8 vùng 10 nó sẽ sáng hơn cái thằng HQC HQC thì nghe bảo phong phanh là chủ tịch chỉ đấy thoái vốn bán sạch à ờ, nhưng mà hùng lại thấy rằng là lực cầu nó lại khá là tốt ở trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu thì khả năng đây phiên này nó bán đấy này ờ, hình như thế hay là đã bán hay chưa thì hùng cũng không rõ lắm nhưng mà trong ngắn hạn như vậy là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là HQC nó cũng có một cái nhịp tăng ở ờ, từ vùng 2 mà lên đến vùng 5 Như vậy là cũng khá là tốt rồi đấy Và trong cái thời gian vừa qua Thì chủ yếu làm việc với thằng HQC ở vùng cả năm Đồng thời thì chúng ta có hai cái vùng test kỹ thuật hỗ trợ Mùng đã có phân tích ở trong cái nhịp vừa qua Đó là cái điểm thứ nhất là 4.35 đến 4.5 Thì các anh chị nhìn thấy đây Trong cái nhịp chỉnh này thì nó về đến đây Và nó về đến đây này Xong rồi nó hồi lên và nó quay lại nó test bị thất bại vùng này nên lồng có phân tích cho các anh chị thêm một cái điểm ở vùng 4 đến vùng 4.1 ở đây nữa là cái điểm hỗ trợ thứ hai thì nó về đến cái điểm hỗ trợ hai và nó gì bắt đầu hình thành một cái uh, xu hướng tăng điểm ở đây tuần này cái nền kết tuần khá là tốt tuy nhiên để đánh giá được cái dòng tiền của thằng HQC ông phải đánh liên tục chứ đánh một cây như thế này thì nó không có ý nghĩa uh, dòng tiền nó phải vào khá là ổn định ở trong một cái quãng thời gian thì cái đó chúng ta mới có thể gì ạ mới có thể đánh giá được cái 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 xu hướng còn trong ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục với cái cách mà HQC đi như này thì chắc chắn rằng là tuần tới nó sẽ đẩy về khoảng quanh vùng 5 đến khoảng vùng 5.2. Rồi ở đây nó sẽ xuất hiện những cái nhịp rung lắc thì tại thời điểm đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Ok. Và đối với tâm điểm Uh, tâm điểm của thị trường thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu novaland và cổ phiếu phát đạt thì hùng đã nói rồi chia sẻ với các anh chị hai mã cổ phiếu này rồi thì hiện tại là chim uh, là đang hot rất hay ở hai cổ phiếu này và vì hot nó hay quá nên chính vì nó hay đến mức mà đến bản thân hùng lê cũng phải tham chiến các anh chị tức là bình thường là hùng đã có bỏ qua hai con này hùng không có chơi không có chơi vòng chỉ phân tích cái danh mục mà các anh chị nắm được là sáu cái mã cổ phiếu rất là cơ bản và cộng thêm với thằng đất xanh cộng thêm với thằng DG, nhà từ liêm, SCR, HQC, uh, SCR, đó, những cái mã của biểu đó. Còn lại là cái hai thằng này là gần như ông đã bỏ qua ở trong cái thời gian vừa qua, nhưng đến thời điểm này nhìn nó đẹp quá. Uh, chính vậy nên là chúng ta phải bắt đầu tham chiến, và như vậy là sau cái bản tin mà ông đã phân tích ở đây này, chính cái bản tin này, thì ông đã, đã nói với các anh chị rồi, đó là chúng ta phải vào các cái vị thế thôi, chứ chúng ta cũng chấp nhận là vào dần, thì như vậy là trong tuần vừa qua thì có cái điểm 3 lần mà Novaland có điểm 17.7 là điểm thấp nhất đến vùng 18 Như vậy là cái điểm gom 17.7, 18 tương đối là ok Thì sau cái điểm vào chớm vào như vậy rồi á thì cổ phiếu nó kéo à, Con này nó kéo quả kịch trần luôn Và như vậy là đóng cửa trên vùng 19 cộng Thì không biết có test lại được vùng 19 không cái này là khó các anh chị nhá tức là bây giờ chỉ dò dò nhẹ nhẹ thôi nhưng mà khả năng là nó cũng sẽ có một cái nhịp test ở đây và test xong thì chúng ta sẽ À, chúng ta sẽ có một cái lực kéo dự kiến nhỏ nhỏ sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 21 và đối với Novaland các anh chị nhá đối với Novaland là chúng ta chơi dài và chúng ta đánh dài nhịp này nên các anh chị đừng có vội vàng lắm chúng ta vào những cái vị thế hợp lý rồi sau đó khả năng là tạo lập họ sẽ rũ đấy họ sẽ rũ các anh chị nhá họ rũ bởi vì là hiện tại thì cổ phiếu Novaland cái 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 đội mà nhỏ lẻ nó đeo bám ở trên cái cổ phiếu này nó rất là nhiều nên là nó sẽ rũ đấy còn rũ về đâu thì sau đó thì chúng ta sẽ phân tích nhưng mà chúng ta cứ vào nhóm các cái vị thế và các vị thế thì như Hùng đã có phân tích rồi. Các anh chị cứ túc tắc chúng ta vào thôi. À, cổ phiếu um, PDR Phát Đạt. Thì đối với Phát Đạt ở trong tuần vừa qua thì Hùng cũng đã tại thời điểm ra bản tin tuần đó, thì Hùng đã có báo với các anh chị là cái cản kỹ thuật ở vùng 22. Đồng thời thì nó có cái biên 20.5 đến khoảng 21. Ở đây là cái vùng nhóm để chúng ta tham gia. Thế còn sau đó thì chúng ta có thêm những cái vùng nào thì chúng ta cứ từ từ để chúng ta phân tích tiếp và trong tuần vừa qua thì nó chỉ có cái vùng 20 chấm à, 20 chấm mấy đây 20.5 đến vùng 21 thôi ba cái nến kết tuần cực đẹp và cây nến kết tuần thì nó lại đánh lên khoảng tầm 28 triệu cổ phiếu trên phiên như vậy là là là, là nôm na là, là là phê đấy thì như vậy là trong ngắn hạn thì cái xu hướng là phát đạt có thể hướng về vùng cả kỹ thuật quanh vùng 24 25 26 rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung và Uh, thị trường nó sẽ rũ thì không biết là cái nhịp rũ này thì uh, phát đạt nó sẽ rũ về đâu thì chúng ta cũng phải uh, căn cứ cái tín hiệu của thị trường căn cứ cái tín hiệu thực tế của thị trường và cổ phiếu thì cái đó chúng ta mới uh, mới phân tích được chứ còn bây giờ chúng ta cũng chưa thể nói trước được bởi vì cái đà của nó cái đà của nó hiện tại đang là đà tăng nên là chính vì đà tăng nên là chúng ta chủ đạo là chúng ta sẽ đi xây target còn nếu cái đà của nó hiện tại đang là đà giảm thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu dò tìm các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và đối với phát đạt cũng như vậy thôi, các anh chị cứ tung tác gom và uh, chúng ta sẽ có thể chơi dài được ở cái nhịp này. Như vậy nhìn về tổng quan, nhìn về tổng quan các anh chị, chốt lại thì uh, hùng đang nhìn thấy rằng là thằng đất xanh là một, đất xanh là một, thằng KDH là hai thằng Nam Long là 3, thằng DG là 4, thằng Novaland, thằng Phát Đạt, đấy là những cái thằng mà nó đang xuất hiện được cái dòng tiền cực kỳ tốt và dòng tiền cực kỳ tốt như vậy đó toàn là tay to, toàn tổ chức, toàn, toàn các quỹ lớn nó đánh thôi, toàn những con cá mập nó hút thôi. và khi những con cá mập đấy nó hút thì như vậy là cổ phiếu chắc chắn là nó sẽ đánh đi xa. tuy nhiên là những con cá mập đấy nó hút thì uh, cái cái cách để mà còn những cái con cá mập đấy nó loại nhà đầu tư nhỏ lẻ ra khỏi cuộc chơi của 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 người ta là rất lớn. và hiện tại thì hùng chưa thấy là nó hùng chưa nhìn thấy rằng là nó nó chưa có những cái nhịp rũ, nhịp rũ đẳng cấp nhịp rũ đẳng cấp là chưa có tức là nó rũ cho đến mức là nhà đầu tư không chịu được nữa nhà 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 đầu tư nhỏ lẻ không chịu được nữa thì đấy mới là nhịp rũ còn hiện tại là nó vẫn đang dìu dắt cổ phiếu đi lên nó vẫn đang dìu dắt cổ phiếu đi lên và tiếp tục đi lên thì như vậy là chúng ta cứ chủ động chúng ta ăn và chúng ta chờ đợi cái nhịp mà tạo lập họ rũ gọi là rũ rũ uh, hết đấy rũ sạch ấy. thì đấy sẽ là cái nhịp mà các anh chị tăng tỷ trọng và chúng ta sẽ tăng mắc được cái 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 cái, cái lượng tiền vào trong những cái cổ phiếu vào nhấn mạnh lại đó là đất xanh đó là Nam Long đó là KDH DG Novaland phát đạt đấy là những cái mã cổ phiếu và những thằng Đạt Phương cũng uh, uh, cũng cũng tốt nhưng mà thằng Đạt Phương thì bây giờ là mọi người cũng bị uh, quá 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 nhỡ nhỡ rồi nói chung là bị nhỡ rồi đấy điểm vào nó hơi nhỡ rồi bởi vì nó tăng cũng khá là tốt Tất nhiên nếu chúng ta xét về đường dài thì Đạt Phương nó còn đánh lên tận vùng 90 cơ mà các anh chị vẫn tận vùng 80 cơ mà nên là vẫn còn thì người ta ghét khá là dài phía trước thì cái điểm tích lũy vùng phân tích rồi 38, 39, 55 nó là vùng mà chúng ta có thể cân, cân đo đong đếm thêm đấy là những cái vùng mà điểm mua vàng của Đạt Phương và Đạt Phương thì bây giờ xu hướng của nó chủ đạo vẫn là uptrend đó ví dụ như vậy thì nhìn chung là nhóm bất động sản dân cư thì chúng ta sẽ đón sóng ở quý 3, quý 4 vòng view lại như vậy để các anh chị nắm được à, còn có cái sự thắc mắc nào nữa thì các anh chị có thể vui lòng inbox ở bên dưới à, dòng thời gian bản tin tuần à, và cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc nếu như chúng ta à, có xem những cái bản tin phân tích của hùng chúng ta cảm thấy những cái phân tích đó khá là ok và có thể hỗ trợ các anh chị trong quá trình đầu tư thì à, chúng ta sẽ về đồng hành cùng với team cũng lên tại công ty cổ phần chứng khoán vbs và hiện tại thì công ty cũng đang có những cái chính sách cực kỳ tốt cho nhà đầu tư mới về mở tài khoản tại công ty và các cái chính sách về phí giao dịch cũng như là mặc thì ở vbs nó cũng đang rất là tốt và phù hợp với cái 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 mặt bằng chung của rất nhiều nhà đầu tư ok các anh chị và bản tin tuần bản tin cập nhật về Uh, cổ phiếu bất động sản dân cư đến đây xin phép được tạm dừng xin tân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin ngắn tiếp theo